Trong những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm ngăn chặn, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự và đấu tranh trấn áp xử lý các loại tội phạm đường phố, các tổ công tác 151 đã xử lý gần 400 đối tượng vi phạm. Qua 4 ngày ra quân thực hiện cao điểm, các tổ công tác 151 Công an tỉnh Hải Dương và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã xử lý 375 đối tượng chủ yếu vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, mang theo hung khí nguy hiểm. Tổ công tác 151 Công an tỉnh phát hiện xử lý nhiều nhất với 102 trường hợp với 52 phương tiện. Đặc biệt, trong tối 18 tháng 4, lực lượng Công an huyện Thanh Hà đã phát hiện xác minh một vụ với 4 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích. Công an huyện Nam Sách đã phát hiện ngăn chặn 8 đối tượng chuẩn bị tuyếp sắt, thanh sắt đi giải quyết mâu thuẫn. Trong đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 2023, các tổ công tác 151 sẽ kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trên đường phố.